Chị Nguyễn, mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ gửi đến anh chị mình một mẫu nhà nằm mặt tiền đường hẻm thông, dân cư ở rất là đông nha quý anh chị. Quý anh chị mình mua về có thể kinh doanh mua bán tạp hóa nhỏ nhỏ vẫn được luôn. Đây, hướng này quý anh chị mình chạy thẳng ra khoảng 50m là đụng đường Tân Phước, và mình di chuyển ra ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50 á, tầm khoảng 700m thôi nha quý anh chị, là quý anh chị mình ra tới trục đường chính quốc lộ 50 rồi. Và hướng này quý anh chị mình nói thông ra ngay khu dân cư Đặng Quỳnh nha quý anh chị. Đã ở đây thì đường thông hai hướng, dân cư ở rất là đông. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay diện tích là ngang 4m, chạy sâu vào tận 15m luôn, xây dựng một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước sân sau cực kỳ là thoáng. Ở phía trên thì có ban công sân thượng cho anh chị mình luôn, rất là mát mẻ luôn nha quý anh chị mình hãy cùng em đồng hành hết cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Với pháp lý nhà của mình là sổ hồng riêng, mình có thể đi cầm chứng sang tên trong ngày và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 1.790.000.000 thôi, vẫn không bớt thêm khi anh chị mình xuống đây xem nhà và xác định mua nha. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em sẽ tặng lại cho anh chị mình những cái cây xanh trước nhà luôn nha quý anh chị, có hai cây tắc trái quá trời trái luôn. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa sắt kéo rất là nặng tay luôn, có sơn lại cái màu sơn rất là dày dặn luôn. Và đây là một khoảnh sân trước cho anh chị mình có thể đậu xe nè anh chị, đó rộng rãi to đùng. Hai bên tường thì có dán hai cái bức tranh 3D cực kỳ là đẹp luôn. Ở trên thì bên em cũng đã đổ ban công ra rồi, ở trên có là một cái sân thượng nhỏ cho anh chị mình luôn nha. Căn này thì quý anh chị mình di chuyển về các quận như quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân thì mình đi đâu đó tầm chỉ khoảng hơn 20 phút thôi nha quý anh chị. Hướng nhà của mình là hướng tây nha. Và lớp cửa thứ hai sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính bằng cường lực nha. Căn này thì bên đơn vị em sẽ tặng nội thất full hết cho cô chú anh chị mình luôn. Ngay không gian phòng khách thì sẽ tặng lại cho anh chị mình một bộ salon cao cấp ngay không gian phòng khách luôn nha quý anh chị. Tường gạch hai bên thì ốp chất PVC kỳ là mát cho anh chị mình, giả gỗ và giả khăn may trang trí những cái bức tranh 3D quý anh chị rất là đẹp luôn. Hệ thống trần thạch cao có một cái bóng đèn chùm ngay chính giữa nữa nha. Ở đây thì vẫn có bức tranh. Căn này thì sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt nữa nha anh chị. Và kế tiếp sẽ là không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em sẽ đặt ở dưới chân cầu thang, giúp tiết kiệm không gian cho căn nhà của mình rất là nhiều. Và kế tiếp sẽ là không gian nấu nướng nha anh chị. Không gian nấu nướng thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ trên và hệ thống tủ dưới thôi, mặt đá và cương bộ bị nóc nè. Và ở đây thì có làm cho chị mình một cái khung trang trí sẵn những cái quà, những cái cây giả nè chị, rất là dễ thương luôn. Và di chuyển xuống đây sẽ là một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho chị mình. Một cái căn nhà ngang 4m dài nặng 15m, pháp lý sổ hồng riêng mà bán chỉ có hơn 1 tỷ chút xíu thôi nha chị. Đây, phòng lần nãy to đùng luôn, hệ thống trần thạch cao và có hệ thống cửa sổ cho chị mình. Di chuyển ra đây sẽ là một cái sân sau. Và ra đây rất là mát nha quý anh chị, rất là mát luôn. Sân sau đây thì quý anh chị mình có thể cây trong bông gì đó tùy theo nhu cầu của anh chị mình. Cũng đã làm khung sắt bảo vệ lập tôn rồi đầy đủ cho chị mình hết rồi. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay là đường xe hơi xe tải di chuyển tặng nơi nhà quý anh chị. Một cái căn nhà nằm gần trục đường chính quốc lộ 50 ngay ở ba Tân Kim, mà với pháp lý thì sổ hồng riêng và bán mức giá chỉ đúng 1.790.000.000 thôi. Anh chị nào quan tâm thì cứ nhắc máy lên gọi ngay cho em nha. Bây giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan không gian tầng trên nha. Và đây là tầng trên thiết kế cho anh chị mình hai phòng và một không gian nhà vệ sinh. Ngang trên cầu thang đi lên thì có dán một cái bức tranh 3D rất là đẹp nha anh chị. Không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở phía ngoài luôn, cho anh chị mình tiện sinh hoạt chung hàng ngày. Trong đây thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt. Rồi, một cái căn nhà thiết kế tặng 3 phòng ngủ là nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh. Đó, quý anh chị mình có gia đình tầm khoảng 4 đến 6 người về ở rất là thoải mái luôn. Đây là phòng thứ đầu tiên ở trên lầu ở cuối dãy nhà nha quý anh chị. Trần thì cao ráo rất là mát, có hệ thống cửa sổ cho chị mình lấy gió cực kỳ là thoáng luôn. Cửa phòng ở trên đây vẫn là cửa đổ nha quý anh chị, cửa đổ rất là dễ dàng. Và mình di chuyển qua đây nữa là phòng thứ hai, phòng nào cũng rộng hết nha chị, rộng rãi to đùng cho chị luôn. Đó, rộng rãi rất là thoải mái. Nhà cũng là hướng tây, ở trên thì là trần thạch cao. Ra đây nữa sẽ có một cái ban công phía trước nhà, thì mình gọi nó là một cái sân thượng nhỏ nhỏ đây nha chị. Đó, anh chị mình có thể di chuyển ra đây cùng nghe. Ở đây thì anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh. Ở đây thì dân cư ở chẳng khác gì thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị mình đã có muốn đi chợ trường học cấp 1, cấp 2 thì anh chị mình có thể di chuyển ra ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50 á. Ngay đó thì có đầy đủ tiện ích cho anh chị mình hết luôn nha. Và xem đến đây em sẽ xin được nhắc lại với diện tích nhỏ nhà của mình là ngày hôm nay là ngang
4 mét chạy sâu vào tận tới 15 mét nha anh chị. Xây dựng một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, và tặng full nội thất cho chị mình hết luôn. Với hướng nhà là hướng Tây, đường là đường thông hai hướng nha quý anh chị, đường xe hơi xe tải di chuyển tận nơi. Với pháp lý nhà sổ hồng kia, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với một mức giá tổng luôn, chỉ đúng 1.790.000 thôi, vẫn còn mất thêm một ít khi chị mình xuống xem nhà nha. Và anh chị nào quan tâm thì cứ nhấc máy lên gọi ngay qua số em có để trên màn hình nha. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.